Anh lo lắng cho giấc ngủ của Dana phải không chú? Cứ đợi mà xem. Em đã thực hiện một sự sắp xếp tuyệt vời, đến mức Dana sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Hãy sẵn sàng đi. Anh sẽ nghe thấy tiếng hét của Kali trong giây lát nữa. Em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng la hét của cô ta sau bao nhiêu ngày. Sao con chưa ngủ nữa hả? Ủa, sao lại mất điện rồi? Hả? Mất điện sao? Ôi thần linh ơi, kế hoạch của mình đã thất bại rồi. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Dù à, em đang muốn đọc tiểu thuyết, nhưng mà lại mất điện rồi. Anh nghĩ là cầu trì đã đứt, anh sẽ đi kiểm tra. Mình nên xem Kali và con cô ta thế nào rồi. Sợi dây này có điện, nhưng mà sao nó lại nối vào nôi của Naina? Ôi thần linh ơi, chỉ có người mới biết chuyện gì xảy ra nếu Naina chạm vào đó. Cảm ơn ngài thần Rama để cho con thấy sợi dây này kịp thời. Nhưng mà ai có thể đặt nó ở đây chứ? Ôi, có khi nào mẹ Mansi nói đúng không? Là bà đang cố giết Naina sao? Mình phải nói chuyện này với mẹ Mansi. Mình phải nói ngay bây giờ mới được. Thần linh đã ban cho Kali đôi mắt tinh tường, đến mức cô ta thậm chí có thể tìm thấy sợi dây khó tìm đến như vậy. Cuối cùng thì cô ta cũng đã tìm thấy sợi dây. Hãy nhận lễ vật. Anh muốn hỏi tôi điều gì? Thưa ông, tôi được biết hôm qua ông đã nói chuyện là có một người phụ nữ đã tìm thấy một đứa bé trôi trên dòng sông này vài ngày trước, và người phụ nữ đó đã mang đứa bé theo cùng. Hôm qua sao? Hôm qua tôi đã không ở đây. Đó chắc chắn là một thầy cúng khác rồi. Anh ấy cũng đã kể với tôi về chuyện đó. Người khác sao? Ông có thể cho tôi biết ông ấy đang ở đâu không? Ông ấy đã rời khỏi quê vào tối hôm qua. Ông ấy sẽ quay lại Dessera. Được rồi. Hôm nay mình đã mua rau tươi,
mẹ của mình sẽ rất vui và thậm chí sẽ không mắng mình nữa. Nè, sao ông lại dám đẩy vợ của tôi ra khỏi vách đá hả? Tôi sẽ dạy cho ông một bài học mà ông sẽ không bao giờ quên được đâu. Đúng là đồ điên. Ông ta đang ngồi trong xe. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tôi cần một hòn đá. Nè, ra khỏi xe đi. Ta bắt được ngươi rồi. Mình chắc chắn là hôm nay Du sẽ không rời khỏi mắt của mình. Hôm nay anh sẽ làm việc ở nhà. Anh muốn dành thời gian với Naina. Du à, Naina, Naina, anh chỉ quan tâm đến đó mà thôi. Không ai quan tâm đến mình cả. Xe đang đậu trong gara và bưu kiện nằm trong cốp. Đi lo đi. Gọi mấy người đàn ông đến để làm cùng đi. Ba, ba đang nói về cái gì vậy? Có một vấn đề. Và ba đang nói về việc giải quyết vấn đề đó thôi. Ba chỉ đang nghĩ cho bản thân của ba thôi bà. Chúng ta phải làm gì với Kali và Naina? Những người khác đã gây rắc rối cho con hả? Kiên nhẫn đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi công chúa. Hỡi thần Rama, thần Rama sẽ bảo vệ con của con. Có nhiều việc cần phải làm lắm đó. Bà hả? Tôi có thể hỏi bà một điều không? Cô hỏi đi. Con của Gauri đã mất tích lâu lắm rồi. Bà không nhớ nó sao? Ý tôi là bà đã yêu nó rất nhiều. Bà có nghĩ rằng ai đã đứng đằng sau sự mất tích của con bé không? Bà có biết ai không? Nói đi nào. Nếu tôi biết đó là do ai làm thì tôi chắc chắn sẽ giết người đó. Tôi đã lên rất nhiều kế hoạch cho chắc của tôi. Và tôi đã chuẩn bị rất là nhiều. Coi nè, coi nè, tôi đã làm cái này cho chắc của tôi. Tôi đã làm tất cả thứ này cho chắc của tôi. Và tôi vẫn giữ chúng ở bên cạnh tôi. Và mỗi buổi tối trước khi tôi đi ngủ, tôi tự hỏi rằng bây giờ chắc của tôi có thể trông như thế nào. Bây giờ chắc của tôi có thể đang ở đâu và như thế nào. Có chuyện gì vậy hả bà? À, không có chuyện gì đâu con. Có thần linh mới biết là cái gì bay vào mắt bà khi thực hiện bu sa. Kali, anh có thể chơi với Naina một lúc có được không? Dạ được chứ. Ồ, bà không thể nào tin vào mắt của mình. Lần này con giao Naina cho thằng bé mà không tranh cãi hay là gì cả. Bà ơi, con gái thì không được xa ba trong một thời gian dài phải không? Nào, đi chơi với ba nào.
Vua, em sẽ sớm nói cho anh biết sự thật. Này này chính là đứa con gái mà anh đã mất. Anh có quyền biết được sự thật đó về cuộc đời của con gái của anh. Đẩy anh ta vào trong. Đi nào. Nào, hãy cùng chơi trốn tìm nha, con gái yêu. Nào, lần này mình sẽ nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời đến mức không ai có thể cứu được này nè. À, Vua, thời tiết hôm nay rất là đẹp đó. Em có thể đi ra ngoài có được không? Được chứ. Em có thể đưa Naina đi cùng được không? Nhưng mà Gauri à, đi mà Vua, vấn đề là em đang nhớ con của em rất nhiều. Và em nghĩ em cũng sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đưa Naina đi cùng với em. Được rồi, hãy đi cùng Sanjita đi. Dạ. Hãy cẩn thận đó. Tại sao lại đưa Naina cho Gauri vậy hả? Có Sanjita cũng đi cùng mà. Anh không hiểu Gauri đâu. Hãy đưa Naina về đây đi. Chỉ vậy thôi. Em không cần gì cả. Em chỉ muốn Naina về đây với em. Tại sao cô lại hét lên như vậy? Công chúa của ta đã làm gì khiến cô tức giận chứ? Nó không cố giết đứa con chưa chào đời của ai cả, đúng không nào? Đó không phải là vấn đề. Có ai đó đang lên kế hoạch tiếp tục cố gắng giết Naina. Tình hình hiện tại con ra ngoài không an toàn. Hãy bình tĩnh lại đi Kali. Gauri nó không ngây thơ đến như vậy đâu. Con bé cũng có con mà. Hãy bình tĩnh đi. Ta rất xin lỗi. Ta cũng là một người mẹ. Nhưng mà thật không may, ta không phải là mẹ của ngươi. Bởi vì ngươi chính là kẻ thù của ta. Và ta sẽ loại bỏ ngươi mãi mãi mà thôi. Xin lỗi nha. Tạm biệt. Nếu có nước trong bể thì tên điên đó đã chết rồi. Đừng lo, anh ta chắc chắn đã bất tỉnh rồi. Hãy đổ đầy nước vào bể đi. Xong rồi, tên điên đã tiêu đời rồi.
Nước ở đâu ra vậy? Mình đang ở đâu đây? Ôi thần Linh ơi, sao đứa trẻ này lại ở đây vậy? Ôi cái đứa trẻ này, cứu với! Cứu với! Mở nắp ra đi! Mình đã ném Nai Nai vào bể. Cái tiếng hồn gì vậy? Mở cửa! Mở ra! Ai đó làm ơn mở ra nào! Mở cửa ra đi nào. Gã đó là ai? Anh ta đến đây kiểu gì vậy? Thần Linh ơi, mình phải làm gì đây? Mình không thể nào mở nắp bể được. Thần Linh ơi, mình phải đi trốn thôi. Nhưng mà mình sẽ nói gì với mọi người đây? Mở ra! Hãy mở nắp ra đi. Du, gọi cho Gao Tri và hỏi xem cô ấy Nai Na có ổn không. Nhanh lên nào. Được rồi, anh sẽ gọi. Nhưng anh chắc chắn Gao Tri đang chăm sóc con bé rồi. Hãy gọi cô ấy chị em đi. Du à, không cần phải gọi đâu. Đi về kiểm tra bên ngoài đi. Con bé chắc phải quanh đây. Nai Na, Gao Tri, Gao Tri, Nai Na, Nai Na, Nai Na đâu? Sao vậy Gao Tri? Gao Tri, Nai Na đâu rồi? Nai Na đâu? Nai Na, Nai Na, Nai Na. Nói đi, anh đang nghe đây. À, Savitna đã đi cùng con bé. Để mày đi hỏi. Nai Na, Savitna, bảo vệ. Bà, hãy đi ra bể nước ở sân sau đi. Dạ. Gao Tri đã đưa em bé đi đâu vậy? Tôi nhìn thấy cô chủ từ khu vườn ở sân sau đi tới. Đi với tôi. Khoan đã, hãy chăm sóc cho Gao Tri đi. Bà sẽ ra ngoài kiểm tra. Đi với tôi nào. Anh đi kiểm tra phía bên kia đi. Đi đi. Nhà ta có chuyện gì nữa đây? Gao Tri, hãy mở mắt ra đi. Gao Tri, Gao Tri, Nai Na đâu? Gao Tri, Gao Tri. Không ai nhìn thấy Gao Tri hay Nai Na ở con đường phía sau. Bảo vệ nói rằng Gao Tri không đi ra ngoài. Cô ấy đang ở trong khu vườn sân sau. Mọi người ở đây đi, con sẽ đi kiểm tra. Được rồi. Du à, con của chúng ta. Con của chúng ta. Được rồi, được rồi Gao Tri. Con của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy con. Du à, hãy ở lại đi. Chúng ta sẽ đi kiểm tra. Được rồi, em muốn con em quay trở lại. Bà ơi, Nai Na, tôi biết là cô đang diễn kịch. Chính cô là người đã hại Nai Na. Sao tôi có thể nói với cô rằng cô đang làm hại con của cô đây hả? Du à, hay đây là cái mà bác sĩ đã nói với chúng ta? Con của em, Nai Na. Ôi thần Rama, xin đừng để bất cứ điều gì xảy ra với Nai Na.
Thank you.